Rồi, nào cả lớp kia thôi. Hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta thêm cái phương pháp đó là gắn trục tọa độ X, Y, Z, hay chúng ta có thể gọi nhanh đây là phương pháp tọa độ hóa. Điều đầu tiên thì các bạn ghi cho thầy phần 1 nhỏ là các cái kiến thức cần nhớ. Ở đây đó là chúng ta cần phải biết cách xác định tọa độ của một điểm ở trên hệ trục tọa độ X, Y, Z. Các bạn biết là khi chúng ta vẽ hệ trục tọa độ X, Y, Z thì chúng ta sẽ vẽ ba trục đôi một vuông góc với nhau. Trong đó trục hoành thì chúng ta sẽ đặt nó nằm ngang, trục tung ta sẽ đặt nó ở bên tay trái, được chưa nhỉ? Và trục cao thì ta sẽ để nó thẳng đứng. Các em lưu ý vị trí của ba trục, các em có thể đổi vị trí cho nhau nhưng mà thầy khuyên là các em để vị trí này cho nó dễ nhìn nhất nhá. Rồi nào, vậy thì đầu tiên này các bạn quan sát này, nếu một điểm mà nằm ở trên trục OX và có hoành độ là a nhỏ, thầy gọi đây là điểm A, thì theo các em điểm A có tọa độ là gì? Nếu điểm A nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng A thì điểm A sẽ có tọa độ là không, à, là gì đầu tiên nhỉ? A không không. Tức là lúc này ở đây nó chỉ có hoành độ thôi, còn tung độ và cao độ của nó sẽ bằng không. Tương tự bây giờ thầy có một điểm có tung độ là B nhỏ, nhưng cái điểm này nó lại nằm ở trên trục gì đây? Trục tung. Vậy thì lúc này ở đây điểm B sẽ có tọa độ là gì của lớp nhỉ? 0B0. Tương tự, một điểm C nằm ở trên trục OZ hay gọi là trục cao và có cao độ bằng C nhỏ thì điểm C sẽ có tọa độ là gì các em nhỉ? 00C. Rồi. Một trường hợp khác, bây giờ thầy lấy một điểm nằm trên mặt phẳng OX và ở đây điểm đó có hình chiếu vuông góc lên trục OX là điểm A và hình chiếu vuông góc lên trục OY là điểm B, tức là chúng ta sẽ chiếu vuông góc ra. Thầy gọi đây là điểm D nhỏ chẳng hạn. Vậy theo các em tọa độ điểm D là gì? Khi nó có hình chiếu vuông góc, đây nhá các em tưởng tượng này, tức là khi các em chiếu vuông góc lên trục hoành thì nó là điểm A, mà các em chiếu vuông góc lên trục tung thì nó là điểm gì đây các em nhỉ? Điểm B. Vậy theo các em lúc này điểm D có tọa độ là gì? À, nó có hoành độ là A và tung độ là gì? B, nhưng cao độ của nó bằng 0. Vậy điểm D tọa độ là AB0. Tương tự, bây giờ thầy có thêm một điểm nằm trên trục XOZ, nó có hình chiếu vuông góc lên OX là A và hình chiếu lên OZ là C. Đây, em quan sát nhá, thầy gọi đây là điểm E chẳng hạn. Vậy theo các em ở đây điểm E đang có tọa độ là gì? Nó có hoành độ là A nhưng tung độ bằng mấy? Các em để ý này, nó nằm ở trên mặt phẳng OXZ cho nên ở đây nó có cái gì bằng không đây? Tung độ bằng không. Cả lớp hiểu không nhỉ? Cho nên hoành độ là A này, cao độ là C này, nhưng tung độ phải bằng mấy? Không. Vậy điểm E đọc theo tọa độ phải lần lượt là gì? A, 0, C. Cả lớp có hiểu cách thầy đọc tọa độ điểm E nằm trên mặt phẳng XOZ chưa? Tiếp tục, bây giờ thầy có một điểm đó là điểm F, có hình chiếu vuông góc lên trục OY là điểm B và hình chiếu vuông góc lên trục OZ là điểm C. Đây, thầy gọi đây là điểm F. Thì theo các em điểm F có tọa độ là gì? Bởi vì lúc này các em sẽ nhìn thấy điểm F đang nằm trên trục nào? À, nằm trên mặt nào? O, Y, Z. Cho nên nó có cái gì đầu tiên bằng không ở lớp nhỉ? Chúng ta đừng đọc là X, chúng ta đọc là hoành. Hoành độ của nó bằng không. Vậy điểm F có tọa độ là gì đọc lên? Hoành độ là không, nhưng tung độ sẽ là B và cao độ sẽ là gì? C. Cả lớp có đọc được tọa độ các điểm ở trên bảng không đã? Rồi, đây là các điểm đặc biệt ở trong không gian. Thế bây giờ một điểm, các em để ý này, trong tất cả các điểm ở đây thì đều có một yếu tố nào đó bằng không đúng không? Thì nó hoặc sẽ nằm trên các trục hoặc nó nằm trên các mặt phẳng tọa độ. Thầy nhắc lại mặt phẳng tọa độ ở đây là mặt phẳng chứa hai trục và có ba mặt phẳng tọa độ tất cả. Cả lớp đã nghe rõ chỗ này chưa nhở? Nếu một điểm nằm ở trong không gian thì hoành độ, tung độ và cao độ của nó đều khác không? Bây giờ thầy lấy một ví dụ như sau. Giả sử ở đây thầy có điểm K ở đây. Em quan sát này, điểm K thì không nằm trên trục nào cả và cũng không nằm trên bất kỳ mặt phẳng tọa độ nào và nó đang nằm ở giữa không gian đúng không cả lớp? Vậy làm thế nào để xác định được tọa độ điểm K? Đầu tiên ta gióng vuông góc nó xuống một mặt phẳng tọa độ, thì ưu tiên là gióng vuông góc xuống mặt đáy nhá. Mặt OX gì đây? OX thì hình chiếu vuông góc của điểm K đang là điểm gì? Điểm D. Thì điểm D sẽ cho chúng ta hoành độ và tung gì? Tung độ của điểm K.
Tức là một cách hiểu rất đơn giản là điểm K và điểm D là hai điểm có hoành độ và tung độ giống nhau. Cả lớp hiểu không nhỉ? Nhưng cao độ của điểm K thì phải gióng vào đâu? À, cao độ của điểm K, một là kem kẻ vuông góc trực tiếp vào gì đây? OZ. Hoặc là kem lại kẻ vuông góc lên một mặt phẳng tọa độ nữa, đó là mặt phẳng XO gì? XOZ thì hình chiếu của nó đang là điểm gì đây? E, nhưng mà làm này nó sẽ hơi dài một chút đúng không? Thì hoành độ vẫn là A nhưng cao độ lúc này là gì đây cả lớp ơi? C. Vậy đọc cho thầy điểm K tọa độ đầy đủ là gì? Nhìn hộ thầy điểm K ở đây này, nhìn gióng xuống vuông góc này, hoành độ là gì? A. Tung độ là gì? B. Và gióng vuông góc vào đây cao độ là gì? C. Vậy điểm K là điểm có tọa độ là ABC. Điểm này chúng ta nhìn thấy ngay, nếu ABC khác không thì điểm này nằm lơ lửng ở trong không gian, tức là không thuộc các trục, cũng không thuộc các mặt phẳng tọa độ. Rồi cả lớp yêu thầy chú ý như sau. Sau khi xác định được tọa độ các điểm rồi thì có một số các dạng bài toán chúng ta có thể sử dụng tọa độ ở trong phần OXYZ để chúng ta giải quyết. Và điển hình nhất đi thi các em có thể sử dụng đó là tìm góc và tìm khoảng khoảng cách. Nhưng thầy nói luôn nhá, thường nhá, các em mà dùng tọa độ hóa để tìm góc thì không hiệu quả lắm. Bởi vì thường góc thi rất dễ. Cả lớp hình dung được không nhỉ? Nếu góc mà người ta cho khó thì người ta lại gắn nó với thể tích, cho nên là việc em xác định được góc bằng tọa độ thì chả giải quyết được cái thể tích làm gì cả. Cả lớp hình dung được không nhỉ? Cho nên vẫn phải biết cách xác định góc. Cho nên là khi nào chúng ta dùng tọa độ hóa, thầy chỉ có lời khuyên duy nhất là khi người ta hỏi khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau thì các em mới dùng tọa độ hóa thôi. Hoặc đôi khi khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng mà các em cảm thấy khó làm quá thì các em dùng tọa độ hóa. Cả lớp nghe rõ chỗ này chưa nhở? Vậy chúng ta cần nhắc lại một số công thức như sau. Cho một điểm A, tọa độ là x0, y0, z0. Và phương trình mặt phẳng P là AX cộng BY cộng CZ cộng với D bằng 0. Vậy chúng ta có điều đầu tiên đó là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P công thức là gì? Cả lớp viết lại cho thầy. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt ở trong mặt phẳng ở trong tọa độ XYZ thì chúng ta phải nhớ thầy công thức là gì, đọc lên. Chúng ta thay XY gì đây? XYZ thành tọa độ điểm nào? À, vậy ta được A nhân X0 cộng B nhân Y0 cộng C nhân Z0 rồi cộng với D, lấy trị tuyệt đối chia gì mới là quan trọng? Chia cho độ dài vector vector phát tuyến ABC thì các em phải nhớ là độ dài của một vector thì các em lấy căn bậc 2, bình tổng bình phương các cái tọa độ rồi các em cộng lại đúng không? Tổng bình phương các tọa độ. Căn của A bình cộng B bình cộng C bình thì thầy ở đây thường là bấm thẳng trị đối phương trình, chia cho độ dài vector phát tuyến, sau đó thầy sử dụng lệnh KL, KLC, thầy hay bấm như vậy để tránh nhầm lẫn. Cái thứ hai, cái này là chúng ta sẽ dùng rất nhiều này. Nếu đề bài yêu cầu tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là AB và CD chẳng hạn, thì chúng ta áp dụng cho thầy công thức như sau. Nào, các em còn nhớ khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì bằng gì không? Nếu quên thì các em chỉ cần nhớ thầy công thức này luôn nhá, để tí nữa áp dụng này. Chúng ta lấy trị tuyệt đối hỗn tích giữa ba vector sau. Đầu tiên các em lấy tích có hướng giữa hai vector AB và vector A gì cho thầy? AC. Tích có hướng nhá. Và lớp nhìn thấy rõ chỗ này chưa? Sau đó các em sẽ nhân vô hướng với một vector như sau. Các em phải nhớ này, đó là các em nối một điểm nằm trên đường này và một điểm nằm trên đường kia. Tức là các em sẽ nhân vector A gì đây? Đọc, AC, không thích AC thì lấy A gì cho thầy? Lấy AD, không thích lấy AD thì lấy B gì cho thầy? Nghĩa là một điểm ở đây và một điểm ở đây các em nối lại, cả lớp hiểu không nhỉ? Thì chúng ta cứ tổng quát là nhân vector A gì đi cả lớp? AC, cả lớp có hiểu công thức cho này không? Ok chưa? Và chia cho độ dài tích có hướng giữa hai vector nào đây? AB và CD. Bắt buộc phải nhớ chỗ này nhá. Đây là công thức rất quan trọng. Bởi vì khoảng cách giữa thẳng chéo nhau thì đầu năm thầy dạy rồi, trên web thì cũng có rất nhiều các bài giảng lặp đi lặp lại rồi, cho nên là cách làm thông thường bạn nào nắm được thì đã nắm được rồi, còn bạn nào quên thì bây giờ mời các em tọa độ hóa hết nhá. Hôm nay thầy chỉ dạy tọa độ hóa thôi. Dạng 1 là gắn trục tọa độ, ở đây có sẵn 3 trục. Thì thực tế thì ở trong dạng 1 thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là việc gắn trục tọa độ nó sẽ đơn giản. Vì đề bài cho chúng ta những khối hình đã có sẵn 3 cạnh đôi một vuông góc. Thì các em phải lưu ý này, một số các loại hình không gian có sẵn 3 cạnh đôi một vuông góc thì các em lập tức ở đây sẽ gắn hệ trục tọa độ vào 3 cạnh đó luôn. Ví dụ như là tứ diện có 3 cạnh đôi một vuông góc, hay là gì đây, lăng trụ đứng,
lăng trụ đứng tam giác, à lăng trụ đứng tứ giác, có đúng không cả lớp? Rồi, đấy là một số hình mà chúng ta không cần kẻ thêm trục, mà ba cạnh đôi một vuông góc sẽ cho chúng ta ba trục luôn. Được chưa nhở? Chúng ta nhìn ngay vào ví dụ số 1 đề thi đại học năm 2018, cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc. OA thì bằng OB và bằng 1. Các em nhớ là khi các em tọa độ hóa thì các em cho A bằng mấy luôn nhở? 1. OC thì bằng 2. Gọi M là trung điểm của AB, khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AC. Bài này bạn nào giải tay được thì tốt, giải theo lớp 11 được thì tốt, còn không thì các em cứ tọa độ hóa cho thầy. Vẽ hình ra nào. Ba cạnh đôi một vuông góc, và khi các em tọa độ hóa thì thầy có một cái lưu ý cho các em như sau. Nhìn nhá. Đừng vẽ hình vội, bình thường mình vẽ như này đúng không? Có đúng không cả lớp? Nhưng mà vì mình xác định là mình dùng tọa độ hóa cho nên mình sẽ không vẽ cạnh nó ở đây nữa, mà mình sẽ vẽ nó ra bên ngoài như này cho thầy. Cả lớp có hiểu ý thầy nói chỗ này không nhở? Rồi các em nối tam giác lại. Hình dung ý thầy nói chỗ này chưa? Nào, thầy sẽ vẽ hình cho các em như sau. Nghĩa là mình chủ động dùng là tọa độ hóa luôn mà. Đấy, tam giác đáy thì các em sẽ vẽ thành tam giác tù của thầy như này. O này, A này, B này, C này, đặt thoải mái đi. Nào, cả lớp nhìn chúng ta cùng nhau xử lý nó nhá. Đề bài cho chúng ta điều gì đây? Khoảng cách M là trung điểm của AB à? Lấy trung điểm 1, 2, 3, 4, 5. M đây. Khoảng cách giữa OM và AC là nghe. Khi các em tọa độ hóa thì các em chỉ cần quan tâm này. Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng, các em tìm tọa độ 4 điểm là xong. Cả lớp hiểu thầy nói chỗ này chưa nhờ? Các em cần tìm tọa độ điểm O, điểm M, điểm A và điểm gì? C, lắp công thức phát ra luôn. Các em không cần phải lo kẻ nữa. Hình dung được không nhờ? Lợi thế của nó là như vậy. Thì các em ơi, cho thầy hỏi là trên hình có ba cạnh đôi một vuông góc, đó là OA, OB và OC, thì các em sẽ gắn gốc tọa độ là điểm nào trên hình luôn nhỉ? O. Và các em sẽ để trục OB là trục O gì đây? OX. Trục OC này các em sẽ để là trục O, OY. Và tất nhiên là OA này các em sẽ gắn cho thầy là trục O, OZ. Và các em hãy nhớ là chúng ta cần tọa độ 4 điểm này. Hãy nêu tọa độ điểm O, điểm M ra. O bằng gì? Điểm O tọa độ là 0, 0 mấy? 0, 0, 0. Bởi vì điểm O đang là gốc tọa, gốc tọa độ. Điểm M tọa độ là gì? Nhìn nhanh. Điểm M là một điểm nằm trên trục nào? À, nằm trên mặt nào? O, X, Y. À, O, X, Z thì xin lỗi. Vậy thì điểm M sẽ có tung độ bằng mấy luôn? Không. Vậy bây giờ các em cần tìm hoành độ và cao độ của điểm M đúng không? Muốn tìm hoành độ điểm M thì kẻ vuông, vuông góc xuống. Bây giờ cho thầy hỏi OB đề bài cho bằng mấy rồi? Đề bài cho OB thì bằng 1. Vậy theo các em ở đây khi các em kẻ vuông góc xuống thì giá trị của nó sẽ là 1 phần mấy? 1 phần 2. Tương tự này, các em cho thầy hỏi cao độ điểm M là bao nhiêu? Khi đề bài cho OA, à OA cũng bằng gì? 1. Vậy thằng này cũng là 1 phần mấy đây? 1 phần 2, đọc đây tọa độ điểm M lên. 1 phần 2, 0, 1 phần 2, đúng rồi. 1 phần 2 này, 0 này, 1 phần 2. Rồi, OM xong rồi, bây giờ A và gì? C, điểm A tọa độ là gì? Điểm A đọc luôn đây tọa độ lên. Điểm A nằm trên OZ, cho nên điểm A có tọa độ là 0, 0 mấy đây? 0, 0, 1, điểm C. Điểm C tọa độ là gì? Đọc lên. Phải xem OC bằng mấy đây? 2, vậy điểm C có tung độ bằng 2, còn hoành độ và cao độ bằng 0. 0, 2, 0. Nào bấm máy tính không anh? Bây giờ công việc của các em đó là nhập hai vector OM này. Vector A gì? AC. Nhập hai vector OM và vector AC trước. Sau đó chúng ta nhập thêm vector OA, hoặc vector OC, hoặc vector MA, hoặc vector MC. Nói chung là các em sẽ lấy một điểm ở trên nối với cả một điểm ở dưới. Thích lấy điểm nào thì khoảng cách nó cũng giống nhau hết. Cả lớp nghe rõ chỗ này chưa? Rồi, nào. Đầu tiên em sẽ lấy vector A là vector OM. Ở vector OM tọa độ là 1 phần 2, không 1 phần 2 luôn. Bởi vì điểm đầu là điểm O mất rồi. 1 phần 2. Rồi, vector AC. Option 1, 2, 3 đi. Option 1, 2, 3. Rồi, tạo thêm vector tiếp theo này. Tọa độ là 0 này, 2 này, trừ mấy? 0, 2, trừ 1. Rồi,
tạo thêm một vector nữa là vector C nào. 1, 3, 3. Rồi, vector C. Vector C thì các em phải lấy là vector O gì đây? OA hoặc O gì? OC. Lấy OA đi. 0, 0, 1 luôn. Hiểu công thức chưa? Vậy khoảng cách của chúng ta bằng gì? Thầy đang lấy này, khoảng cách giữa OM và AC lúc này bằng. Cả lớp nhìn nhá, thầy viết lại công thức này. Thầy lấy độ dài tích có hướng giữa vector OM nhân vector AC nhân vector OA chia cho độ dài tích có hướng giữa vector OM và vector AC. Rồi, vậy bây giờ các em sẽ nhìn thấy việc đầu tiên là các em nhập cho thầy cái dấu độ dài đây này. Các em nhập cho thầy là ABS. Shift mở ngoặc, shift mở ngoặc. Rồi, tích có hướng thì các em lấy option 3, option 4 liền nhau. Còn nhớ không? Option 3, option 4. Đây, đây là tích có hướng này. Nhưng chỗ này là nhân vô gì đây? Nhân vô hướng, ấn option kéo xuống. Tích vô hướng. Bạn nào dùng 570 thì ấn shift 57 đúng không? Nó phải ra cái dấu chấm ở cao cao này này. Option 5. Rồi, đóng ngoặc lại. Vậy cho thầy hỏi, thầy vừa nhập xong phần tử số chưa? Ấn chia nào. Chia. Một là các em ấn chia hoặc là các em ấn phím này đều như nhau hết nhá. Được chưa nhỉ? Rồi, chia này. ABS. Rồi, option 3, option 4. Có hiểu không? Vector A nhân có hướng vector B. Rồi, bằng ra hết. À, thằng này ở đây ấn menu 1. Thằng này không phải là căn, thằng này không phải căn đâu nhá. Thằng này là phân gì rồi? Phân số, ấn này, answer bằng thôi. 2 phần mấy? 2 phần 3, kết quả là 2 phần 3, đáp án ra gì? D. Cho hình cho bên ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 1. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy về đề bài cho SA rồi. Gọi M là trung điểm của AD, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BM. Nào, chúng ta cần vẽ hình nhanh đáy là hình vuông và SA vuông góc về đáy. Cái này thì vẽ như bình thường thôi các em nhá. Nào, ở đây có hỏi khoảng cách giữa hai đường thẳng, đó là đường thẳng SC và đường thẳng BM, với M là trung điểm của AD. AD thì thầy đổi B với D cho nhau đấy cho nó dễ nhìn nhá. Cho M nó ra đây nó dễ nhìn cả lớp nhá. Rồi. Cho thầy hỏi là trong bài này hỏi khoảng cách hai thẳng chéo nhau, vậy các em nên dùng tọa độ hóa cho nó đơn giản. Thế các em nhìn thấy ngay ở đây là trên hình đã có yếu tố nào ba cạnh đôi một vuông góc với nhau chưa? Có ba cạnh nào đang cùng vuông góc với nhau? Đọc lên. SA, AD và A gì đây? AB. Vậy các em gắn điểm nào là góc tọa độ? Điểm nào là góc tọa độ? À, thực ra các em gắn điểm nào là góc tọa độ cũng được, nhưng mà điểm nào mà nó ứng với ba cạnh vuông góc với nhau thì gắn ở điểm đó là đẹp nhất. Đúng không? Nó dễ xác định tọa độ nhất. Vậy các em sẽ gắn đây là trục OX cho thầy. Gắn AD là trục O, OI. Và chúng ta gắn cái thằng AS này là trục O gì đấy? OZ. Nào, chúng ta cần xác định tọa độ của bốn điểm nào, đọc lên. S, C, B và gì? M. S tọa độ là gì, đọc nào? Đề mài cho SA bằng căn 6 trên mấy? Độ dài SA bằng căn 6 trên 2. Đọc cho thầy tọa độ S lên. S đang nằm trên trục nào? O gì đây? OZ. Vậy điểm S tọa độ là 0, 0, căn 6 trên 2. Có hiểu bước này không? Rồi điểm nào nữa? C. Điểm C tọa độ là gì? Đọc lên. Điểm C là điểm nằm trên mặt phẳng tọa độ nào? OX gì đây? OX. Vậy thì ở đây điểm C có hoành độ này. Bây giờ chúng ta phải tìm xem thằng AB này bằng mấy nhá. À, đề bài cho đáy là hình vuông cạnh bằng 1. Vậy anh này bằng 1, anh này bằng 1. Vậy điểm C tọa độ là gì, đọc nhanh. 1, 1 nhưng cao độ bằng 0. Rồi. Tiếp theo, cả lớp nhìn. Điểm gì nữa? B, điểm B đâu? B đây, điểm B tọa độ là 1, 0 mấy? 1, 0, 0.
Tiếp theo điểm gì nữa? M. Điểm M tọa độ là gì? Các em ý là điểm M chỉ cách góc tọa độ 1 phần mấy thôi. Vậy điểm M có hoành độ là mấy đã? Không, nhưng tung độ bằng 1 phần 2. Vậy điểm M tọa độ là gì? Đọc lên. 0, 1 phần 2. Không, vậy khoảng cách mà chúng ta cần tìm sẽ có công thức là chúng ta lấy này, tích có hướng giữa vector SC BM nhân có hướng, thì các em nhân có hướng với vector S gì cho đẹp nhỉ? Nếu các em lấy điểm S thì bấm hơi khó, bởi vì điểm S có tọa độ đang rất là lẻ. Chúng ta không lấy FB đi, mà bây giờ chúng ta lấy BC được không? Còn lớp có hiểu không nhỉ? Thầy nhắc lại nhá, là các em lấy một điểm nằm trên đường thẳng SC và một điểm nằm trên đường thẳng các em nối lại là được. Còn lớp hiểu ý thầy nói không nhỉ? Rồi, vậy các em lấy vector BC đi cho đẹp nhá. Chia cho tích có hướng, độ dài tích có hướng giữa vector SC và vector BM. Nào anh Toàn bấm cho các bạn. Nhập vector SC vào máy tính. Không cần phải viết ra đâu nhá, bấm máy tính mà nhập. Nào. Vector SC là vector A. Rồi, 1 1 trừ căn 6 trên 2. 1 1 trừ căn 6 đóng ngoặc lại. Căn 6 phải đóng ngoặc lại, ấn chia 2. Rồi. Sau đó chúng ta nhập vector tiếp theo, vector B. Vector B là vector BM. Vector BM là âm 1 1 phần 2 0. Rồi, tiếp theo option 1, 3, 3 đi. Vector BC 0 1 0. Rồi, có làm được không? Bấm đi. Nào, ấn ABS. Toàn các thao tác đơn giản. Option 3, option 4 là tích có hướng này, option kéo xuống tích vô hướng. Rồi option 5 đóng ngoặc lại, chia. Nào, ABS, option 3, option 4 là xong. Rồi, ra nhìn cho đỏ là số này chắc chắn là số căn chưa? Cả lớp nhìn thấy ngay đây là số căn chưa? Các em bấm menu 1 nào. Nếu mà đi thi nhá, ấn cho thầy là answer bằng. Nếu mà là phân số thì nó sẽ hiện luôn phân số đúng không? Nhưng mà nó không hiện được thì chứng tỏ thằng là căn, thì muốn biết thằng này là căn bao nhiêu ấn căn answer bình thì máy tính sẽ hiển thị lại căn. Căn answer bình. 2 căn 11 phần 11 đáp án là gì? À, cho hình là phương ABCD, A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và CB'. Chúng ta nhìn họ thấy như sau. Ở đâu? Nét liền hết mà. Em vẽ hình vào. Rồi. BD và CB phải. A này, B này, CD, A phải, B phải, C phải và D phải. Rồi. Đây là hình lập phương có cạnh bằng 1. Và muốn tính khoảng cách giữa đường thẳng BD dưới đáy đây và CB phải. CB phải ở bên ngoài đây. Rồi, bài này mà kẻ ra thì đúng là hơi xương cho các em một chút. Đấy, vậy thì tốt nhất là bài này gắn trục tọa độ, có đúng không? Thì cho hỏi là nếu gắn trục tọa độ thì hình lập phương rất là đơn giản. Các em gắn điểm nào là góc tọa độ cũng được, nhưng mà vị trí mà thuận mắt nhất chắc chắn là điểm gì đây? À, thì chúng ta sẽ gắn đây là trục OX, OY và thằng A phẩy này là trục OZ. Rồi, chúng ta cần xác định tọa độ 4 điểm BD và CB phẩy. Điểm B tọa độ là gì? Hình lập phương này có cạnh bằng 1 cho nên điểm B của chúng ta tọa độ là 0, 1 mấy đây? 0, 1, 0. Nó nằm ở trên trục tung. Thế còn điểm D? Điểm D nằm ở trên trục hoành và hoành độ của nó cũng bằng mấy luôn? 1. Vậy thằng này là 1, 0, 0. Rồi, tương tự, làm đi. Điểm gì? C. Điểm C tọa độ là gì? Đọc lên cho thầy. Điểm C nằm trên mặt phẳng OY nhá. Nào, đó là hoành độ là 1, tung độ là 1 nhưng cao độ bằng 0, 1, 1, 0. Rồi, tiếp theo điểm gì? B phẩy.
Điểm B phẩy thì nằm trên mặt phẳng, gọi đây là điểm O đi, O, I, Z. Hoành độ thì bằng 0 nhưng tung độ bằng 1. Cao độ cũng bằng mấy luôn? 1. Vậy điểm B phẩy tọa độ là 0, 1, 1. Đến đây là cả lớp nhìn thấy ngay là bấm máy tính cái là ra khoảng cách chưa? Quen chưa cả lớp? Nào tính cho thầy 3 vector sau. Để ra được khoảng cách giữa BD và CB phẩy, em cần 3 vector, đó là vector BD và vector CB phẩy, là hai vector lấy tích có hướng. Nhân vô hướng thì em sẽ lấy vector BC, BC đi. Nhân vô hướng vector BC chia cho độ dài tích có hướng giữa vector BD và CB phẩy. Rồi, bấm đi. Bấm đi, bấm đi. Còn nốt bài này là hết khoảng cách hàng thẳng chéo nhau rồi. BD. BD là 1, âm 1, 0. CB phẩy. Option 1, 2, 3. Âm 1, 0, 1. Âm 1, 0, 1. Rồi, nhập thêm vector nữa. Vector BC tọa độ là 1, 0, 0. 1, 0, 0. Rồi, chúng ta nhập đúng thứ tự thì các em bấm cho nó nhàn nhá. Rồi, ấn độ dài nào. ABS. Rồi, option 3, option 4. Này, này, này. Option 5. Chia. Độ dài, option 3, option 4 đóng ngoặc lại. Các em thấy nó cũng nhàn nhỉ? Có nhàn không cả lớp? Rồi, bằng ra bao nhiêu? Đây, 0,577. Đoán ngay thằng này là căn rồi. Các em biết tại sao khi nào thì nhìn nó là căn, khi nào nó là phân số không? Cái phần tập phân này nó mà tuần hoàn nhau đó, thì nó là phân số. Còn nó đây nó chả liên quan gì đến nhau cả. Đây 5773 rồi. Thế là nó đang không có sự lặp lại, nó không có sự tuần hoàn với nhau đúng không? Thì nó sẽ là căn. Căn ăn sơ bình. Căn 3 trên 3. Đáp án là gì? Dạng 2. Gắn tọa độ khi kẻ thêm một trục nữa. Dạng này thì sẽ có hơn bởi vì xác định tọa độ nó khó hơn một tí. Câu 4 này. Đề thi đầu năm 2019 cho hình cho phép ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 1. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Bây giờ sắp thi đến nơi rồi. Đọc cái giả thiết như này mà không xác định nổi được đường cao với chân đường cao ở đâu là thầy bó tay chấm con đấy nhá. SAB vuông góc với đáy và là tam giác đều thì hiểu ngay chân đường cao là trung điểm cạnh nào đây? Chân đường cao là trung điểm cạnh A gì? AB. Rồi. À, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Vậy hình ra. AB thì bắt buộc phải nằm ở bên trái rồi. Ở đây là điểm H đi. Cái điểm này là điểm chúng ta kẻ thêm. Ok không? Rồi, người ta hỏi khoảng cách từ điểm A đến mặt SBD. Nhìn nhanh. A không phải chân đường cao thì sẽ giải theo cách thông thường trước. Thông thường tất nhiên là nhanh hơn cho những cái bài này rồi. Nhìn này. Cả lớp, khoảng cách từ điểm A không tính trực tiếp mà đưa về khoảng cách từ điểm nào đây? H. Khoảng cách từ điểm A gấp mấy lần khoảng cách từ điểm A luôn? Gấp 2 lần, bởi vì đây, kem lý này tỷ lệ là AB trên H gì? HB thì có phải là AB nó gấp đôi HB chưa? Vậy cách 1 này là khoảng cách từ điểm A đến mặt SBD gấp 2 lần khoảng cách từ điểm H đến mặt SBD. Mà khoảng cách từ điểm H đến mặt SBD ta dựng như nào? Từ H kẻ vuông vuông góc gọi là nối đỉnh, sau đó HK SI. Cả lớp có nhìn thấy hai các tao tác kẻ không? Rồi, nhưng mà ở đây thầy nó bằng 2 lần HK. Và thầy không kẻ HK đâu, bởi vì kẻ HK nó hơi rối hình.
Chúng ta cho hỏi thằng HK tính như nào luôn. Nào đẳng cấp nào. HK tính như nào luôn. HK nó vuông góc với S gì? SI. Vậy HK sẽ tính bằng SH nhân H gì? HI rồi chia cho cạnh huyền SI. Cả lớp có nhìn thấy công thức tính HK chưa? Nào, vậy nhập vào đây. HK bằng SH nhân HI chia cho căn của SH bình cộng với HI bình. Cả lớp còn nhớ công thức này không? Vậy kem tính SH và HI ra là không? Có đúng nhất không? Nào, vậy thầy tính cho các em nhá. Đáy là hình vuông cạnh bằng 1 thì tam giác này là tam giác đều cạnh bằng 1 đúng không? Thầy không dựng. Nếu mà dựng thì thầy phải nối S với Y rồi kẻ HK, nhưng mà nhìn nó dối. Thầy bảo rồi HK thì cần cạnh góc vuông là ra rồi gì nữa. Có đúng không? Lấy tích hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền, nhìn thấy tính nhanh này. Cả lớp có nhầm nhanh SH bằng căn 3 trên 2 không? Cả lớp có nhầm được không? H bằng gì? HI bằng một nửa AO. HI bằng một nửa AO. Mà AO một nửa A gì? AC. Chốt lại thằng 1/4 chéo. Có hiểu không? Đây nhá. HI có bằng một nửa AO không? Có bằng một nửa AO không? Tức là bằng 1/ AC. Từ AC mà thằng AC là căn mấy rồi? Căn 2, vậy thằng HI là căn 2 trên mấy? Căn 2 trên 4. Nào, bây giờ thầy hứa với các em là thầy bấm này còn xong chán trước khi các em ở đây tọa độ hóa. Thằng này nhập là x nhân gì? Thầy hướng dẫn ở đấy, thầy nhập thằng này là x nhân y chia căn x bình cộng y bình, có nhớ không? Nào, anh Toàn bấm cho các bạn đi. 2 nhân. Sử dụng lệnh KLC nào, 2 nhân phân số xy. X nhân y, xy luôn. Chia căn x bình cộng y bình. KLC đi. Nào, mình làm tay xem ra nó bao nhiêu. Một thằng căn 3 trên 2. Căn 3 đóng hoặc chia 2. Một thằng là căn 2 đóng hoặc chia 4. Hết. Ra bao nhiêu? Đây, căn 21/7. Thằng này là căn 21/7. Ngon chưa? Đấy, thầy làm tay thì thầy vẫn ngon hơn tọa độ hóa trong một số bài đúng không? Rồi bây giờ tọa độ hóa cái nha. Để tọa độ hóa được bài này thì các em cần tìm tọa độ 4 điểm khoảng cách từ điểm A đến mặt FBD, tìm tọa độ 4 điểm ở đấy nhá, nhưng các em phải gắn trục tọa độ này. Bài này các em không thể gắn trục tọa độ ở tại điểm A được, bởi vì như thế sẽ hơi khó xác định tọa độ. Gắn trục tọa độ tại điểm nào? Thường là chúng ta nên để ý chân đường cao, vậy gắn trục tọa độ tại điểm H. Vậy các em sẽ lấy trục HS này ở đây sẽ là trục O gì đã? OZ. Rồi cái thằng này ở đây mình sẽ lấy là trục O gì? Bắt đầu từ này. OY. Vậy các em thiếu trục O gì? OX. Thì trục OX thì các em phải vẽ vuông góc sàn. Cả lớp có hiểu trục OX thầy phải nằm như này không? Cả lớp nhìn thấy được hệ trục chưa? OX nằm ngang này. HX nhá. Trục hoành nằm ngang đây. Trục tung nằm bên trái và trục cao nằm. Có nhìn được không? Rồi bây giờ xác định cho thầy tọa độ điểm A. Điểm A là gì? Kem lý này, điểm A ở đâu? Điểm A nằm trên trục tung. Nằm trên OY hay nằm trên tia đối trục tung? Chia tia đối. Vậy tung độ nó âm hay dương? Âm. Cả độ dài AB bằng 1. Có đúng không? Vậy B rằng thằng này chỉ là 1/2, vậy thằng này phải là -1/ -1/2. Cả lớp có hiểu tại sao điểm A có tung độ là -1/2 chưa? Đọc toa độ điểm A lên, đọc lên. Không. Hiểu chưa? Nào, thằng này vừa tính ra là căn 3 trên 2 là gì, đọc lên. 0 căn 3 trên 2. Đừng có nói chuyện nhá. Rồi, điểm B toa độ là gì? Đây, điểm B nằm trên trục tung này. Và tung độ là 1/ thôi. 2, vậy điểm B tọa độ là gì, đọc lên. 0, 1/2. Không. Và cuối cùng là điểm D. Nào, thằng D này, cẩn thận, nhiều đứa nó không xác định nổi điểm D đâu. Điểm D tọa độ là gì, đọc lên. Điểm D ở đây này. Khi các em kẻ vuông góc và trục hoành nó rơi vào đây đúng không? Vậy chỗ này là bằng mấy? Từ đây nó cách góc tọa độ mấy đơn vị đấy? 1.
Vậy hoành độ của nó là 1 chưa? Có tưởng tượng hoành độ của nó là 1 không? Bởi vì kem để ý nhá, đây kem gióng vuông góc xuống trục hoành này. Thì có phải nó đang cách H một đơn vị không? Bởi vì đây này, thằng này bằng cạnh hình vuông còn gì nữa. Nhưng mà tung độ thì kem phải gắn và chúng ta phải chiếu nó xuống trục tung. Thì ở đây lại là trừ 1 phần mấy? Trừ 1 phần 2. Vậy điểm D có hoành độ là 1, tung độ là trừ 1 phần 2 và tất nhiên cao độ bằng 0 rồi. Một là kem tự lập phương trình mặt phẳng SBD ra rồi bấm công thức. Có làm được không? Lập phương trình mặt phẳng SBD thầy nghĩ là không tốn nhiều thời gian của các em đâu. Còn không thì mình dùng một công thức khác là mình có thể lấy 3 lần thể tích rồi chia cho diện tích đáy. Nhưng mà lại phải nhớ thêm thể tích. Thể tích của tứ diện sẽ bằng 1 phần 6 độ dài hỗn tích. Ở đây có hai cách làm nha. Kem muốn thầy hướng dẫn cách mẹo nhanh không? Mẹo nhanh luôn nhá. Nào, vậy khoảng cách từ điểm A đến mặt SBD bằng. Nhìn. Đây nhá. Lấy một điểm nằm trên mặt này. Điểm nào cũng được, lấy điểm gì đi? S. Nối cho thầy ba vector này. S gì đây? SB và S gì? SD. Trong đó hai vector trước phải là hai vector SB và vector S gì? SD. Nhìn thầy viết công thức này. Anh này bằng độ dài, nó giống hệt cái thằng vừa rồi nhá. Tích có hướng giữa vector SB và vector S gì trước? SD. Nhân vector S gì đây? SA. Chia cho độ dài tích có hướng giữa vector SB và vector SD. Các em có nhìn thấy nó giống hệt công thức vừa rồi không? Nhưng cách lấy ba vector như nào? Đó là trên mặt phẳng này phải lấy hai vector và sau đó nối một điểm ở trên mặt này vào điểm A để sinh ra vector thứ ba. Các lớp nhìn thấy chỗ này chưa nhở? Các em cần ba vector để tính ra được khoảng cách. Thì nếu các em áp dụng công thức này thì các em sẽ có một cái lợi thế là các em không cần lập phương trình mặt phẳng SBD nữa thì nó dài. Tại sao công thức này? Thực ra nó là gì các em biết không? Nó là 6 lần thể tích. Có nhìn thấy công thức này chia 6 ra thể tích chưa? Chuẩn không? Đúng không? Chia cho gì? 2 lần diện tích đáy. Chuẩn chưa? Rồi. Nào, đây nhá, các em phải để ý này. Trong một khối chóp thì V bằng 1 phần 3 H nhân S. Thì cả lớp có hiểu là khoảng cách lúc này H là gì ở cả lớp biết không? Mấy V? 3V chia diện tích đáy tức là bằng mấy V? 6V chia 2 lần diện tích đáy. Có đúng không đã? Hiểu chỗ này không? Tại sao thầy nhân 2 biết không? Bởi vì trong tọa độ nhá thì thể tích ở đây là các em phải lấy cái hỗn tích này chia 6 thì có phải là thầy nhân 6 và mất 6 chưa? Mà diện tích đáy của chúng ta là phải chia 2 thì thầy nhân 2 vào là mất 2 cho nên cả lớp hiểu tại sao chỗ này mất chia 6, chỗ này mất chia 2 chưa? Hình dung được không? Đấy, còn không thì các em nhớ công thức vẹt cho thầy cho nó nhanh nhá. Rồi, lắp vào, bấm đi ra bao nhiêu? 3 vector SB, nhập vector SB đầu tiên là 0 1 phần 2 trừ căn 3 trên 2. Các em thấy không? Tọa độ hóa bài này đang phức tạp hơn rất nhiều so với cách làm lớp 11 chưa? Từ việc đọc tọa độ này dùng công thức cẩn thận. Cái gì nó có hai mặt đây cả lớp nhá. Nào, tiếp theo. SD 1 trừ 1 phần 2 trừ căn 3 trên 2 trừ căn 3 đóng ngoặc chia 2. Vector thứ 3 option 1, 3, 3 đi. Là các em sẽ nhập là vector SA 0 trừ 1 phần 2 trừ căn 3 trên 2. Bấm thử đi xem ra căn 21 trên 7 không. Nào, độ dài option 3, option 4, option tích vô hướng option 5 chia, đóng hoặc chia độ dài option 3, option 4. Các em bấm nhiều, các em thấy bấm này nó nhanh mà. Thế bấm nó dễ không? Bằng, rồi, ấn menu 1 căn ăn sơ bình đi. Chuẩn chưa? Nào, câu 6. Đề thi đọc năm 2020 cho hình lăng trụ đứng A, B, C, A, B, C, có tất cả cạnh đều bằng A. Phải nhìn thấy ngay đây là lăng trụ gì luôn rồi. Chính là lăng trụ đều luôn. Có đúng không cả lớp? Bởi vì các hai đáy của chúng ta đã trở thành hai tam giác gì rồi? Đều. M là trung điểm của CC phẩy, khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng A phẩy BC là.
Nhìn nhá, người ta yêu cầu tính khoảng cách đến mặt phẳng A'BC. Vậy nếu các em muốn làm theo chương trình của lớp 11 thì các em nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái cạnh đáy, đó là cạnh BC. Bắt buộc phải để BC nằm ở đây. Thì điểm A' nó sẽ nằm ở đây này. Khi đó mặt phẳng A'BC sẽ là một mặt phẳng chúng ta dễ quan sát nhất. Cả lớp hiểu cách thầy đặt đỉnh chưa? Nào đặt nốt các đỉnh còn lại vào. Rồi, giải tay xem nào. Khoảng cách từ điểm M, M là trung điểm của CC' à? Các em đỉnh ngay này, mặt phẳng A'BC. Anh mở cái phần vàng này. Mặt phẳng A'BC đang nhìn điểm nào là chân đường cao? A'BC đang nhìn điểm nào là chân đường cao? Điểm A. Với đỉnh là A gì? A', chân đường cao là A. Vậy khoảng cách từ M bắt buộc phải đưa về khoảng cách từ điểm nào? A. Đưa được về A là hết bài. Có hiểu không? Thì muốn đưa được M về A thì bắt buộc phải nối M với gì lại? M về A thì lúc này các em nhìn này, khi nối chúng với nhau thì các em thấy rằng chúng đang cắt mặt phẳng này tại đâu? Thầy gọi đây là điểm Y được không? Có đúng không? Vậy khoảng cách từ điểm M mà chia khoảng cách từ điểm A, tỷ lệ phải là M gì đọc lên? MI chia A gì? AI. Có hiểu không nhở? Hình dung được không? Đi thi bần cùng quá, quẫn quá rồi. Vẽ hình thật đẹp, căn chính xác vào thầy từng mm một, sau cầm thước ra đo. Đo xem MI bằng bao nhiêu xăng, đo xem ở đây AI bằng bao nhiêu xăng, rồi bấm máy tính chia là các em ra được tỷ lệ. Tỷ lệ nó sẽ không bao giờ bị thay đổi trong không gian. Nghĩa là ví dụ nhá, thằng MI mà chia thằng AI mà là 1/2 chẳng hạn, thì các em bấm máy tính kiểu gì tỷ lệ nó cũng ra đúng 1/2 luôn. Cả lớp hiểu thì nói thế này không nhờ? Cầm thước ra đo thằng này bao nhiêu xăng, ghi lại vào trong máy tính. Đo thằng này bao nhiêu xăng, ghi lại, lấy thằng MI chia thằng AI là ra tỷ lệ. Có hiểu cách đo không? Nhưng mà đấy là với điều kiện là các em phải vẽ hình đẹp, chứ chúng mày vẽ hình bằng tay chúng mày không đo được đâu. Cả lớp hiểu thì nói chỗ này chưa nhờ? Rồi. Thế bây giờ ví dụ mình không muốn liều thì bây giờ mình tự chứng minh nó bằng 1/2 như nào? Nhìn thấy ngay hai tam giác nào đồng dạng? Tam giác nào đọc lên AI gì? AI A phẩy đồng dạng với tam giác nào? A thì nó ứng với góc gì? M MI gì? MIC. Chúng ta cần tỷ lệ là M gì đây? MI chia AI, vậy ta lấy MI chia AI cho thầy. MI chia AI tỷ lệ bằng tỷ lệ nào đây? M gì đây? MC thì phải ứng chia cho A gì đấy? MC chia A phải có đúng 1/2 không? Mà chúng ta lại có ngay này. Khoảng cách từ điểm M là cái DM ở đây đúng không? Đúng không? Chia cho khoảng cách từ điểm gì? A. Tỷ lệ này có đúng là MI trên AI chưa? Mình vừa tìm ra bằng 1/2 hết bài chưa cả lớp? Mà khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng A'BC mấy kẻ đọc to? Là nghe mấy kẻ? 3 kẻ. Đó là từ đâu kẻ? Vuông góc vào đâu? Rơi vào đâu BC? Nhưng bây giờ mình đẳng cấp rồi, mình sắp thi mình pro rồi, mình kẻ AI thôi. Nếu mà thích thì kẻ nốt A'Y rồi kẻ vuông góc, tùy các em. Nhưng mà mình biết ngay là cái khoảng cách sẽ tính bằng A'Y nhân A gì? AI rồi chia cho cạnh huyền, có đúng không? Đi thi ăn gian hình tí cũng được, nếu cảm thấy bây giờ các em kẻ vào nó dối quá rồi, có đúng không? Ok chưa? Vậy anh này bằng gì nào? Vậy ghi hết công thức ra, khoảng cách từ điểm M bằng gì? 1/2 khoảng cách từ điểm A, mà khoảng cách từ điểm A công thức là gì đọc luôn? Khoảng cách từ điểm A là một là A gì đây? Nhân A gì? AI. A'Y nhân AI chia cho căn của A'Y bình cộng AI bình. Hiểu cách tại sao thể làm được nhanh không? Cạnh này bằng mấy? 1, thằng này bằng căn. Nói thật nên làm này thì xong từ lâu rồi. Nào ra bao nhiêu? 1/2 nhân xy trên căn x bình cộng y bình. Một thằng đây là một thằng ở đây là một căn 3/2. Bao nhiêu nhỉ? Căn 21/14 đấy. Rồi, thế còn tọa độ hóa thì phải làm như nào? Nếu mà tọa độ hóa thì các em sẽ lấy thằng nào làm trục? Thì các em sẽ có thằng đây, dành cho những đứa nào thích gắn trục này. Xóa nhá.
Gắn trục bài này là sướng hơn làm bình thường rất nhiều. Chưa hai cách. Chắc chắn là cách vừa rồi là hiệu quả nhất rồi. Nhìn nào, nếu các em gắn trục thì tất nhiên là các em sẽ để gốc tọa độ là A rồi. Và các em sẽ gắn cho thầy thằng AC này là trục hoành. Thằng A phẩy này là trục tung. À, thầy xin lỗi một chút, trục cao. Nhưng bây giờ cái khó khăn này, cái vấn đề ở đây này, đó là các em phải tạo ra một trục OI nữa, là vuông góc với cả A gì đây, AC. Có bạn bảo em vẽ bừa như này nha. Đi rồi em ơi. Không được. Em biết tại sao nó không được không? Em biết nó phải kẻ như nào không? Đấy, đó là từ B mà kẻ vuông góc với AC, nó rơi vào đâu AC? Trung điểm, vậy nó phải song song với đường cao kẻ từ B xuống. Bởi vì nó cùng vuông góc vào A gì? AC, thằng cho hỏi là ví dụ thầy gọi Y là trung điểm của AC chẳng hạn, BI có vuông góc với AC không? Cả lớp, BI vuông góc với AC, vậy thì bây giờ các em kẻ một thằng vuông góc với AC thì nó phải song song với nhau chứ. Có hiểu vấn đề không nhở? Cho nên là gắn trục tọa độ là không phải lúc nào nó cũng dễ dàng với các em đâu. Các em phải có một kiến thức rất là đầy đủ, OI bắt buộc nó phải nằm ở vị trí như này này. Là nó song song với cả đường cao kẻ từ B xuống đây này. Ờ, đây bây giờ đi xác định tọa độ này, xác định tọa độ các điểm M. M ở đây này. Nào điểm M thì dễ rồi, điểm M ở chỗ này ở đây là 1 đúng không? Chuẩn chưa? Nhưng cao độ thì bằng 1 phần mấy thôi. Cao độ thằng này trung điểm, gióng sang thì thằng này cũng rơi vào đúng 1 phần 1 phần 2, vậy điểm M là gì? Hoành độ là 1 phần 2, tung độ là 0 và cao độ là 1 phần 2. Điểm M thì dễ, điểm A phẩy tọa độ là gì? 1, 0, 0, 1. Tiếp theo là điểm B tọa độ là gì? Đấy, cái thằng B này mới khó xử nha. Thằng B này thì hoành độ là 1 rồi nhưng mà tung độ thì khó tìm luôn. Tung độ phải làm như nào biết không? Đây nhá, thầy vẫn nói từ đầu giờ là các em làm này là sẽ khó khăn. Thầy vẫn bảo rồi. Đó là tung độ ở đây là các em phải kẻ từ B vuông góc vào cái trục này đúng không? Các em nghĩ là vuông góc vào A gì đây? AI thì nó phải song song với A gì? Nó phải song song với AC. Có hiểu chỗ này không đấy? Nó phải song song với nhau. Vậy thằng này bằng mấy? Thì các em để ý này, cái thằng này bằng mấy thì nó tương ứng với đường cao BI chưa? Các em nhìn thấy hình chữ nhật không? Có đúng không cả lớp? Vậy thằng này phải là bao nhiêu đây? Căn 3 trên mấy? Đúng rồi. Hoành độ là 1 và tung độ là căn 3 trên 2. Cao độ thì bằng 0. Khó nha. Rồi C, thằng C thì nhàn rồi, thằng C là 1, 0, 0. Đấy. Thằng ta đặt cho này một cái name nhá, A gì đây? AE nó bằng B gì? Nó bằng căn 3 trên 2. X à? À, chỗ này đùa thôi, 1 phần 2. Ok, ok, vậy khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng A phẩy BC có tuyệt vời không cả lớp? Quá tuyệt vời luôn. Nào, kem thích công thức nào đọc đi. Kem lấy 3 vector nào đây? A phẩy gì? A phẩy B, A phẩy gì? C và A phẩy gì cho thầy? M, nào đọc cho thầy nào. A phẩy B nhân có hướng A phẩy C nhân vô hướng A phẩy M chia độ dài tích có hướng giữa A phẩy B và A phẩy C. Rồi. Chưa thèm có một cái tí vector nào luôn này. Ok. A phẩy B tọa độ là gì? Bấm đi, bấm nốt cái đi. 1 phần 2 căn 3 trên 2 trừ 1. 1 phần 2 căn 3 trên 2. Cao độ là trừ 1. A phẩy C nào? 1, 0, âm 1. 1, 0, âm 1. Âm 1. Rồi. A phẩy M là 1 phần 2, 0 trừ 1 phần 2. 1 phần 2 này. 0 này, trừ 1 phần 2. Rồi. Bấm đi. Bấm đi, bấm nốt đi. Option 3, option 4, tích vô hướng option 5. Đấy, đóng ngoặc lại, chia.
ABS, option 3, option 4. Ra bao nhiêu? Ra cùng một kết quả như thầy vừa làm không? Ờ, anh này lại nhập một vector nào bằng 0 rồi. Em ở option 3 bằng bao nhiêu xem nào? 3. Option 3 cơ mà. Ấn AC đi, ấn AC đi. Bằng A'B này 1 phần 2 này, căn 3 trên 2 này, trừ 1. Rồi. Option 4 bằng gì xem nào? A'C là 1, 0, âm 1. Đúng rồi. Sao em sao được nhỉ? Nào, từ từ. Điểm M. Sao thằng nào như vừa lấy không phải mình hay sao? Thằng này sao này 1 mà nhỉ? 1 1 không, mình đọc 1 mà mình ghi. Tí nữa bật video mà xem ta đọc 1, ta ghi 1 phần 2. Đọc 1 phần 2 à? Điều đấy là thằng nào? Không phải thầy. Nhập lại vector A'M thôi. Làm 1 không, âm 1 phần 2 rồi. Em bấm lại đi. Rồi, căn ăn sơ bình đi. Ra điều kỳ diệu không? Ok. Ra căn 21 phần 14 chuẩn chưa cả lớp? Rồi.